Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô giáo sẽ dẫn các em học âm nhờ ghép với các nguyên âm và các dấu thanh để tạo thành các tiếng mới. Các em hãy quan sát và phát âm theo cô. Nhờ, nhờ, nhờ. Âm nhờ khi phát âm, luồng hơi đi ra bị cản lại. Do đó âm nhờ được gọi là phụ âm. Âm nhờ là âm ghép, được ghép từ con chữ N ghép với con chữ H, tạo thành âm ghép đó là âm nhờ. Các em quan sát bức tranh và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh quả gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh quả nho và đây là một loại nho đen các em nhé, có màu đen và có nhiều loại nho thì có màu xanh, còn đây chính là một loại nho đen. Cô giáo có tiếng sau. Nhờ o nho. Tiếng nho có âm nhờ đứng trước, âm o đứng sau, thanh ngang. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi học ghép âm nhờ với các nguyên âm và các thanh nhé. Âm nhờ ghép với nguyên âm A, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ A nha, tiếng nha có âm nhờ đứng trước, âm A đứng sau, thanh ngang. Cô giáo thêm các thanh vào tiếng nha, cô sẽ được các tiếng mới. Nhờ A nha, nhờ A nha huyền nhà. Nhờ A nha sắc nhã. Nhờ A nha hỏi nhã. Nhờ A nha ngã nhã. Nhờ A nha nặng nhã. Nha, nhà, nhá, nhã, nhã, nhã. Âm nhờ ghép với nguyên âm O, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ O nho. Tiếng nho có âm nhờ đứng trước, âm o đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng nho thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mới. Nhờ o nho. Nhờ o nho huyền nhỏ. Nhờ o nho sắc nhỏ. Nhờ o nho hỏi nhỏ. Nhờ o nho ngã nhỏ. Nhờ o nho nặng nhỏ. Nho, nhỏ, 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 nhọ. Âm nhờ ghép với nguyên âm ô, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ ô nhô. Tiếng nhô có âm nhờ đứng trước, âm ô đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng nhô thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mới. Nhờ ô nhô. Nhờ ô nhô huyền nhỏ. Nhờ ô nhô sắc nhố. Nhờ ô nhô hỏi nhỏ. Nhờ ô nhô ngã nhỗ. Nhờ ô nhô nặng nhộ. Nhô, nhỏ, nhố, nhỏ, nhỗ, nhộ. Âm nhờ ghép với nguyên âm ơ, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ ơ nhơ. Tiếng nhơ có âm nhờ đứng trước, âm ơ đứng sau, thanh ngang. Thêm thanh vào tiếng nhơ, chúng ta sẽ được các tiếng mới. Nhờ ơ nhơ. Nhờ ơ nhơ huyền nhờ. Nhờ ơ nhơ sắc nhớ. Nhờ ơ nhơ hỏi nhờ. Nhờ ơ nhơ ngã nhỡ. Nhờ ơ nhơ nặng nhỡ. Nhơ, nhờ, nhớ, nhở, nhỡ, nhỡ. Âm nhờ ghép với nguyên âm e, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ e nhe. Tiếng nhe có âm nhờ đứng trước, âm e đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng nhe thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mới. Nhờ e nhe. Nhờ e nhe huyền nhè. Nhờ e nhe sắc nhẹ. Nhờ e nhe hỏi nhẹ. Nhờ e nhe ngã nhẹ. Nhờ e nhe nặng nhẹ. Nhe, nhè, nhẹ, 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 nhẹ. Âm nhờ ghép với nguyên âm ê, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ ê nhê. Tiếng nhê có âm nhờ đứng trước, âm ê đứng sau, thanh ngang. Thêm các thanh vào tiếng nhê, chúng ta sẽ được các tiếng mới. Nhờ ê nhê. Nhờ ê nhê huyền nhè. Nhờ ê nhê sắc nhễ. Nhờ ê nhê hỏi nhẹ. Nhờ ê nhê ngã nhẹ. Nhờ ê nhê nặng nhẹ. Nhê, nhè, nhế, nhẹ, nhẹ, nhẹ.
Âm nhờ ghép với nguyên âm y, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ y nhi, tiếng nhi có âm nhờ đứng trước, âm y đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng nhi thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mới. Nhờ y nhi, nhờ y nhi huyền nhì, nhờ y nhi sắc nhí, nhờ y nhi hoài nhĩ, nhờ y nhi ngã nhĩ, nhờ y nhi nặng nhị. Nhi, nhì, nhí, nhĩ, nhĩ, nhị. Âm nhờ ghép với nguyên âm u, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ u nhu, tiếng nhu có âm nhờ đứng trước, âm u đứng sau, thanh ngang. Từ tiếng nhu thêm các thanh, chúng ta sẽ được các tiếng mới. Nhờ u nhu, nhờ u nhu huyền nhù, nhờ u nhu sắc nhú, nhờ u nhu hoài nhũ, nhờ u nhu ngã nhũ, nhờ u nhu nặng nhũ. Nhu, nhù, nhú, nhũ, nhũ, nhũ. Âm nhờ ghép với nguyên âm ư, chúng ta sẽ được tiếng mới. Nhờ ư như, tiếng như có âm nhờ đứng trước, âm ư đứng sau, thanh ngang. Thêm thanh vào tiếng như, chúng ta sẽ được các tiếng mới. Nhờ ư như, nhờ ư như huyền nhừ, nhờ ư như sắc nhứ, nhờ ư như hoài nhữ, nhờ ư như ngã nhữ, nhờ ư như nặng nhữ. Như, nhừ, nhữ, 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 nhữ. Như vậy là cô hướng dẫn với các em học âm nhờ ghép với các nguyên âm và các thanh để tạo thành các tiếng mới. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.